Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là các bạn mình sẽ chia sẻ cái mẹo để chúng ta là kiếm thêm cái đồng MBG từ cái sàn này. Ngoài cái việc là chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ nhận 50 cái đồng MBG. Và cái nội dung thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách để chúng ta hoàn thành được cái bước KYC ở trên cái sàn này. Ok, thì cái kèo ở cái sàn này thì đây nó là một cái kèo nhận cái đồng coin của sàn mà MyBit Global cực kỳ là ngon nha các bạn. Đây là một cái kèo cực kỳ là chất lượng, các bạn đừng bỏ qua cái kèo này. Thì cái tổng nguồn cung cho cái đợt airdrop này là 300 triệu token MBG và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các bạn kích vào cái phần ví này cho mình. Các bạn kích vào cái phần mà token MBG ở đây. Các bạn kích vào cái phần Go Trade. Các bạn sẽ thấy là cái nó sẽ là mở cho chúng ta giao dịch cái cặp MBG sang cái cặp USDT, sang cái đồng USDT vào 64 ngày nữa. Khi mà đủ 64 ngày nữa thì cái đồng MBG này nó sẽ mở cho chúng ta giao dịch, thì khi đó thì các bạn sẽ là mua bán trao đổi cái đồng cặp cặp này, mua cái đồng MBG cũng như là bán cái đồng MBG sang USDT nha các bạn. Đó. Thì các bạn đây là một cái kèo cực kỳ là ngon nhé, kèo ăn chắc luôn. Rồi cái bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta nhận thêm cái đồng MBG miễn phí. Ngoài cái việc các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn nhận 50 cái đồng MBG rồi. Thì làm thế nào để các bạn nhận thêm được cái đồng MBG? Thì ở đây thì các bạn bấm vào phần trang chính thì bạn sẽ thấy nó có cái thông tin ở đây là mỗi một là các bạn nạp vào sàn là một USDT thì bạn sẽ là nhận được một cái đồng MBG. Đó. Như vậy là hôm qua thì mình cũng đã thử test thử cái chức năng nạp rút của cái sàn này, nó xem nó có ok hay không. Nhưng mà cái nạp rút của cái sàn này cực kỳ là ok nha các bạn. Mình nạp 4.1 đô la từ cái ví chút wallet sang bên này thì phút mốt là mình nhận được luôn. Đó, mình nạp vào 4.1 đô la thì các bạn sẽ là khi mà mình nạp vào đây thì mình sẽ lại nhận được 4.1 đồng MBG. Ở đây nhé, thì mình là khi mà các bạn đăng ký, mình đăng ký nhé, mình nhận được 50 mới lại 70 cái đồng MBG nhé. Và mình qua mình nạp vào 4 đô mốt thì mình cũng nhận được 4.1 cái đồng MBG. Đó, đây là một cái cách để chúng ta nhận được cái một đồng MBG cực kỳ là ngon nhé. Thì cái mà các bạn là khi mà các bạn là nạp cái đồng USDT này vào để các bạn nhận được cái đồng MBG, nó nằm ở trong cái ví chính và là cái ví khả dụng luôn nhé, chứ không phải là ở cái phần khóa. Cho nên là các bạn thấy đây, mình thấy cái này là cũng khá là ngon cách áp dụng của cái sàn này. Đó, khi mà các bạn nạp cái đồng USDT vào đây thì các bạn sẽ được tặng cái đồng MBG tương ứng với cái số đô các bạn nạp vào. Và cái số đô này thì các bạn có thể là mua giao dịch hoặc là các bạn cũng có thể rút ra luôn được nhé. Đó, cho nên là các bạn cứ nạp cái đồng này vào đây, vì mình đã test thử chức năng là nạp rút rồi, rất là ok đó và là rất là nhanh. Rồi bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta KYC. Đó. Các bạn để KYC thì các bạn kích vào cái phần biểu tượng hình người ở đây, sau đó thì các bạn kích vào cái phần avatar trên này, rồi sau đó thì các bạn kích vào đây cho mình. Đó, ở đây thì nó sẽ là cái phần cho chúng ta thực hiện cái bước KYC. Thì bất kỳ một cái sàn nào mà cũng phải đều cho bắt cho chúng ta KYC thì nó mới là cái phần giao dịch nó mới phần được bảo mật cũng như là được đảm bảo nha các bạn. Rồi, cái phần đầu tiên đấy thì các bạn ghi cho mình họ tên đầy đủ nhé. Họ tên đầy đủ thì các bạn ghi cho mình là đây, ví dụ như tên của mình là Nguyễn Văn Hùng thì mình sẽ viết là điền không dấu nhé. Rồi, tiếp đến là ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì cái cột đầu tiên này nó là cái là năm sinh này. Rồi. Tiếp đến là cái tháng sinh này và đến ngày sinh này. Sau đó thì các bạn nhấn đô cho mình. Đó, nó sẽ là nằm theo thứ tự như thế này, ngày 27 tháng 9 năm 1982 nhé. Đó, thành phố này, địa chỉ nhé. Địa chỉ các bạn cũng viết không dấu cho mình. Rồi, tiếp đến là bên dưới là cái số địa chỉ ở cái số căn cước công dân của bạn. Rồi, tiếp theo thì các bạn ghi là cái địa chỉ nhà ở của bạn nhé.
Rồi bên bước tiếp theo ở đây là các bạn chụp cho mình cái mặt, các bạn tải cho mình cái mặt trước của căn cước công dân hoặc là giấy tờ tùy thân nhé. Và cái phần thứ hai là các bạn up lên cái mặt sau của căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, giấy tờ xe. Và cái phần thứ ba đó là các bạn tay cầm cho mình cái căn cước công dân kèm với lại cái chân dung của các bạn, thì các bạn up nó lên. Cái này thì là cái gần như là cái sàn nào người ta cũng bắt chúng ta làm cái bước này. Đó là cái khi tay các bạn cầm một bên là các bạn cầm một cái căn cước công dân này và các bạn chụp kèm với cái chân dung của bạn. Đó, như vậy là các bạn up lên. Sau đó thì các bạn nhấn vào confirm cho mình. Đó, sau khi mà bạn gửi cái thông tin xong thì nó sẽ có cái phần ở đây là chờ duyệt nhé bạn. Hồ sơ của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc xét duyệt trong thời gian sớm nhất. Trước khi xét duyệt, tài liệu của bạn có thể là đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra tiến độ xét duyệt thông qua số điện thoại di động, email, mã xác minh và đã điền trong quá trình đăng ký. Đó, như vậy là trong quá trình KYC thì các bạn vẫn có thể tham gia hoạt động ở trên sàn. Rồi các bạn nhấn vào phần back cho mình. Rồi tiếp theo một cái phần thông tin là mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ở đây, nó đó là khi cái những cái bạn mà có cái lượt Z ấy, thì cái số mà cái đồng mà bây giờ bạn nhận được từ tuyến dưới mà cái phần hoa hồng ấy thì nó sẽ nằm ở đây nhé các bạn, mà chứ không phải là nó nằm ở trong cái phần ví của bạn. Đó, thì cái phần này thì mình cũng không biết là khi nào thì nó chuyển về cái ví chính. Thì cái thông tin này thì khi mà mình nắm được cái thông tin thì mình đã cập nhật với các bạn ở cái video sau. Rồi thì ở đây thì là một cái đồng cái là cái kèo cái sàn nó rất là mới, cho nên đang khuyến khích những cái người mới tham gia vào cái sàn này, cho nên là nó có rất là nhiều những cái chương trình sự kiện Arop. Thì trong cái thời gian tới thì nó sẽ có những cái thông tin mới từ cái Arop này, thì mình sẽ cập nhật liên tục với các bạn ở những cái video sau. Thì khi nào hy vọng là các bạn hãy bấm đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để luôn luôn nhận những cái thông báo mới nhất ở trên cái kênh của mình. Rồi tiếp theo thì mình ạ. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn về cái những cái thông tin từ cái sàn MyBit Global ở đến đây là kết thúc. Khi nào có những cái thông tin mới thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình.